xin chào các bạn nha video này mình uh, xin giới thiệu uh, mình mới ra một cái kệ con uh, mini nha các bạn đây này các bạn nha con mini nha nhỏ xíu nha cái kệ này nhỏ xíu nè đây mình có so sánh với con Lego nè bạn thấy không đây cái kệ nha lắp vô này kệ này uh, có khắc laser nha các bạn có khắc chữ canh lúp của mình đó nha canh lúp của mình nè canh lúp canh shop nè đó. đây canh lúp canh shop rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái con mini lên nha các bạn. Đây cây con mini nè. Nó được làm nhôm đặc nha các bạn nha. Có rảnh nha, chống trượt nha. Mỗi bên có 5 cái rảnh. Đây là xích inox. Chỉ nhật luôn. Đây mình lắp lên nè các bạn nha. Đó. Thấy không? Đó, nhỏ xíu như thế đó. Côn và kệ mini luôn này các bạn có thể chân trên bằng làm việc của mình rất là xinh hoặc là bằng học cũng được hoặc các bạn có thể gắn chìa khóa nha các bạn gắn móc chìa khóa đây cái logo móc khóa của mình nè đây, gắn vô móc chìa khóa nè đó gắn vô đây đó mình có thể treo vô ba lô của mình nhìn rất là xinh các bạn thấy không đó chất liệu là nhôm đặc nhớ bạn nha mình không có làm inox nha inox rất là nặng nha các bạn treo cái là ví dụ mình treo móc khóa là nó hư ổ khóa luôn nha mình không có làm cái đó nha cái này là cây bằng xích inox nha các bạn nha còn đây là mình giới thiệu với các bạn đây là có cây dù nè rồi mình bỏ cây dù lên cho các bạn xem nè đây cây dù dây này rất là bền nha các bạn nha dây này dây lên núi nha ở đây mình có cái khoen nữa bạn đó mình có khoen thì cây này cũng là nhôm đặc luôn nha các bạn nha nhôm đặc luôn đó có khắc rãnh luôn nha các bạn nha khắc rảnh trúng chuột luôn nha và có cái khoen khoen này để mình móc vô cái móc khóa đó các bạn ha đây móc khóa này đây mình có cái móc khóa này đó mình móc vô nè mình có gắn sẵn cái khoen đó luôn cho các bạn luôn có thể móc vô này đó đây rồi móc vô. Mình treo xe, đúng Móc vô nè, kiếm hết luôn. Đó. Treo xe, khóa xe ha, ba lô gì đó. Tùy các bạn nha. Nhôm nha các bạn nha, nhôm đánh bóng nha. Sáng láng nha các bạn nha. Đây mình có thể tháo ra nè. Mình chân lên cái kệ này. Các bạn có thể uh, mua kệ riêng, mua côn riêng hoặc là mua nguyên bộ luôn. Thì tùy các bạn thôi. Ừ. Các bạn thích uh, mua lẻ từng thứ cũng được cảm ơn các bạn luôn ủng hộ kênh shop kênh lúc của mình nha Đây. cảm ơn các bạn rất nhiều